Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình làm clip mình tiến hành đốt 6 trái pháo phụt nha. Đây là 6 trái pháo phụt với 6 công thức khác nhau. Mình sẽ test thử ha. Cái này là pháo phụt mình mới làm lần đầu nha anh em. 6 công thức này cũng là mấy 6 công thức mình làm đại. Mình sẽ test thử ha. Ok. Rồi, tiến hành thôi. Let's go. Kích thước thì anh em nhìn nè. Đó, trên tay mình nhìn nè. Mình không biết kích thước chính xác nha. Mình quấn đại vậy đó. Rồi, trái đầu tiên nha anh em. Trái đầu tiên. Gió ghê á. Cái này mình có cho một extra nổ ở dưới đáy nha, ở cuối nha. Nên nó phụt lên khá đẹp. Và cái thứ hai này mình cho extra nổ đều nè. Rồi, tiếp theo trái thứ hai nha anh em. À, gió quá. Trái thứ hai. Rồi, tiếp theo trái thứ ba nha. Công thức khác luôn nha anh em. Trái số 4. À, nhấp nhảy. Số 4 dở quá. Rồi, trái số 5 nha. Trời. Ok. Trái số 6 nha. Trái cuối cùng. Như pháo sáng.